Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng vừa mở phiên tòa xét xử 22 bị cáo về tội giết người và gây rối trật tự công cộng trong vụ án hai anh em ruột bị truy sát dẫn đến bỏ mạng. Trong đó, 11 bị cáo đã bị truy tố về tội giết người theo điểm A, B, N khoản 1, điều 123 Bộ luật hình sự, gồm Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Trung Hiếu, Đỗ Khánh Hòa cùng sinh năm 2006, Đỗ Anh Tú, Nguyễn Mạnh Dương cùng sinh năm 2004, Nguyễn Quang Vinh, Vũ Xuân Thắng, Đỗ Việt Anh, Nguyễn Văn Đức cùng sinh năm 2005, Nguyễn Tiến Hưng sinh năm 2008, Lê Đình Cương sinh năm 2002. 11 bị cáo bị truy tố về tội gây rối trật tự công cộng theo điểm A, B khoản 2, điều 318 Bộ luật hình sự, gồm Phạm Huy Hoàng, Tô Thành Đạt cùng sinh năm 2003, Trương Văn Minh, Trần Quốc Anh, Nguyễn Xuân Hoàn cùng sinh năm 2005, Vũ Huy Tuấn, Phạm Thế Thuận, Nguyễn Triệu Hoàng Nam, Nguyễn Văn Khương cùng sinh năm 2006, Phạm Văn Hoàng, Trương Văn Khánh cùng sinh năm 2002. Trong số này, Phạm Huy Hoàng, Tô Thành Đạt đang bỏ trốn, bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Nạn nhân của vụ án là hai anh em ruột Phạm Văn Tuyển sinh năm 2007 và Phạm Văn Tình sinh năm 2008, cùng chú ở Thủy Nguyên, Hải Phòng. Theo cáo trạng, từ khoảng 19 giờ ngày 18 tháng 6 năm 2023 đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 19 tháng 6 năm 2023, trên các tuyến đường từ khu vực cầu Dinh thuộc xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng đến khu đô thị Thành Công, thị xã Kinh Môn, Hải Dương, vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, nhóm thanh thiếu niên này chuẩn bị các hung khí như kiếm, giáo, đao tự chế và vỏ chai thủy tinh, điều khiển xe mô tô tập trung đánh nhau với các nhóm nam thanh niên khác trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Sau đó, Trương Văn Minh, Nguyễn Xuân Hoàn, Nguyễn Triệu Hoàng Nam, Phạm Thế Thuận, Vũ Huy Tuấn, Nguyễn Văn Khương, Trần Anh Quốc, Trương Văn Khánh, Phạm Huy Hoàng đi về trước, còn lại Lê Đình Cương chở Đỗ Việt Anh cầm một đao, Nguyễn Văn Đức cầm theo túi đựng vỏ chai thủy tinh, chở Vũ Xuân Thắng cầm tuyếp sắt, Nguyễn Trung Hiếu chở Đỗ Khánh Hòa cầm tuyếp sắt và Nguyễn Quang Vinh, Đỗ Anh Tú chở Nguyễn Văn Tuyên cầm giáo, Phạm Văn Hoàng chở Tô Thành Đạt tập trung ở chân cầu Dinh. Do nhầm tưởng Phạm Văn Tuyển đi xe mô tô chở Phạm Văn Tình là nhóm đã đánh nhau trước đó, nên Việt Anh, Hòa, Tuyên cầm hung khí vụt nhưng không trúng. Cả nhóm đi xe mô tô cầm theo hung khí truy đuổi áp sát phía sau Tuyển, Tình đến khu vực đường liên xã thuộc địa phận thôn 2 xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng thì xe Tuyển đâm vào gốc cây phía bên phải đường. Hậu quả, hai anh em Tuyển, Tình tử vong tại chỗ. Xe mô tô biển kiểm soát 15G1-90203 bị hư hỏng hoàn toàn. Căn cứ cáo trạng truy tố, lời khai của các bị cáo và diễn biến phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng tuyên bị cáo Vũ Xuân Thắng 20 năm tù, Nguyễn Mạnh Dương 19 năm tù, Nguyễn Văn Đức 13 năm tù, Lê Đình Cương 19,5 năm tù, Đỗ Khánh Hòa, Nguyễn Văn Tuyên, Đỗ Việt Anh, mỗi bị cáo nhận mức án 12 năm tù, Nguyễn Tiến Hưng 7 năm tù, Đỗ Anh Tú 16 năm tù, Nguyễn Trung Hiếu 11 năm tù, Nguyễn Quang Vinh 15 năm tù. Ngoài ra, hội đồng xét xử tuyên 9 bị cáo hưởng án treo. Màn dùng hung khí rượt đuổi đánh nhau trên đường giao thông của các yên hùng không chỉ diễn ra ở nội đô mà còn gây náo loạn cả một vùng quê yên tĩnh với những tấn thảm bi kịch, trong đó có người vô tình trở thành nạn nhân của bọn chúng. Một gia đình ở Thủy Nguyên, Hải Phòng đã phải chịu nỗi đau, mất mát quá lớn khi cả hai người con là nạn nhân của nhóm côn đồ hành xử tàn độc. Hơn một tháng kể từ ngày hai người con trai vĩnh viễn ra đi, vợ chồng anh Phạm Văn Toản, thôn 8, xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng như người mất trí. Không gây thù chuốc oán với ai, nhưng hai người con trai của vợ chồng anh Toản đã phải mất mạng chỉ vì bị một nhóm thanh niên trả thù nhầm. Không khí tang tóc và bi thương dường như vẫn phủ kín căn nhà cũ nát của vợ chồng anh Toản. Từ khi xảy ra sự việc đau lòng, vợ chồng anh như người mất trí, cứ lặng lẽ đi ra rồi đi vào, rồi lại lẩm bẩm gọi tên hai con. Nỗi đau này quá lớn, nó quá sức chịu đựng đối với vợ chồng anh. Chỉ qua một đêm, vợ chồng anh đã mất đi những gì quý giá nhất của đời mình. Được biết vợ chồng anh Toản là nông dân, hiện đang sinh sống trong căn nhà lụp xụp siêu vẹo 30m2 được bố mẹ xây dựng từ hơn 40 năm về trước.
Bên trong căn nhà trống rỗng, không có gì ngoài bộ bàn ghế và chiếc giường cũ kỹ. Vợ chồng anh Toản có 3 người con, gia đình thuộc diện hộ nghèo lâu năm, kinh tế trông cả vào đàn vịt chăn thả ở cánh đồng. Một người hàng xóm của anh Toản cho biết, Phạm Văn Tuyển sinh năm 2007 và Phạm Văn Tình sinh năm 2008 là hai con lớn của vợ chồng anh Toản. Nhà nghèo nên hai anh em rất ngoan, tự bảo bát nhau học và biết thương bố mẹ. Hàng ngày sau giờ học, hai anh em Tuyển và Tình thường phụ giúp bố mẹ chăn đàn vịt. Khoảng 2 năm trước, Tuyển đã xin bố mẹ buổi tối cho đi làm thêm tại một quán ốc trên địa bàn thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, cách nhà chừng 5 km. Đợt này tranh thủ dịp nghỉ hè nên Tình xin bố mẹ theo anh đi làm bưng bê tại quán ốc. Tối ngày 18 tháng 6, cũng như bao buổi tối khác, sau khi tranh thủ ăn cơm tối, hai anh em chào bố mẹ để đi làm. Sáng 19 tháng 6 năm 2023, có thông tin người dân trình báo chính quyền về việc phát hiện hai em mất mạng cạnh chiếc xe máy biển kiểm soát 15G1902XX trên đường liên tỉnh, tuyến đường nối huyện Thủy Nguyên với thị xã Kinh Môn nhưng chưa được đặt tên. Anh Toản nhớ lại, sáng sớm hôm đó tôi nhận được điện thoại thông báo về việc hai người con của mình bị tai nạn, đã ra đi mãi mãi. Nghe xong tôi rụng rời chân tay nhưng vẫn hy vọng đó là sự nhầm lẫn nào đó. Khi đến hiện trường, điều tôi lo sợ đã thành sự thật. Hai con tôi nằm đó bất động, mỗi đứa một góc. Phải chứng kiến cảnh đó thật sự là quá sức chịu đựng đối với tôi. Anh Toản cho biết thêm, khi gia đình tới hiện trường, Tuyển đã tắt thở trong tư thế nằm ngửa. Nhưng khi cơ quan chức năng khám nghiệm nạn nhân thông báo với gia đình, Tuyển bị vỡ bọng đái và trên ngực đùi có lỗ thủng với nhiều vết bầm tím. Tình thì bị vỡ hộp sọ sau gáy, gãy tay, chân, gãy xương bả vai. Lạ là, tại tang lễ của hai con tôi có 8 gia đình đến thắp hương. Những người này chúng tôi chưa bao giờ gặp. Họ có đề cập đến vụ việc tai nạn của hai con tôi và nói sẽ chịu trách nhiệm với gia đình tôi về sự ra đi của hai cháu. Trong lúc tang gia bối rối, quá đau lòng, chúng tôi cũng không hỏi vì sao họ làm vậy. Mai táng xong cho hai con, ngồi bình tĩnh hơn, tôi mới thấy đó là điểm bất thường. Theo lời anh Toản chia sẻ, Tình mới chỉ theo anh đi làm được ít bữa, còn Tuyển thì tiền làm thêm mỗi tháng được 3 triệu đồng thì em đưa cho mẹ 2,5 triệu đồng. Tuyển xin giữ lại 500.000 đồng để đổ xăng. Các cháu không bao giờ đòi hỏi bố mẹ phải mua sắm gì cho mình, bởi chúng biết ông nội đang mang nhiều bệnh, bố mẹ đều đau yếu. Mấy hôm trước, khi hai bố con đi chăn vịt, Tuyển còn nói với tôi rằng sau khi học xong cấp 3 sẽ xin đi bộ đội vì biết nhà mình nghèo quá, nếu đi học đại học sẽ rất tốn kém. Khi xuất ngũ, con sẽ xin đi xuất khẩu lao động vài năm, kiếm thêm thu nhập rồi về quê cưới vợ, phụ giúp gia đình. Vậy mà giờ đây, chỉ sau một đêm, vợ chồng anh đã mất cùng lúc hai người con trai ngoan. Là đàn ông nên anh Toản phải cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để trở thành chỗ dựa cho vợ và bố mẹ già. Những ngày qua, vợ anh như người chết rồi, chỉ nằm bẹp một góc giường hoàn toàn suy sụp. Sáng 19 tháng 6, sau khi nhận được thông tin từ người dân về việc phát hiện hai nạn nhân mất mạng cạnh chiếc xe máy biển kiểm soát 15G1902XX trên đường liên tỉnh, cơ quan chức năng huyện Thủy Nguyên đã khẩn trương tới hiện trường, xác định nạn nhân là hai anh em ruột là Tuyển và Tình. Xác định ban đầu hai nạn nhân đi trên xe máy đã tự lao vào gốc phượng ven đường dẫn tới tắt thở. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2 giờ 20 phút sáng 19 tháng 6. Tuy nhiên khi cơ quan điều tra vào cuộc, cùng với việc gia đình nạn nhân đưa hai em về nhà, đã phát hiện nhiều tình tiết bất thường. Theo đó, tại hiện trường vụ án, cơ quan chức năng đã tìm thấy một số hung khí như giáo nhọn, dao bầu, ống tuyếp sắt được cắt vát đầu thành mũi nhọn. Vị trí gốc cây bị chóc vỏ được cho là do xe máy lao vào, cách mặt đất khoảng hơn 1 mét. Nếu một chiếc xe máy đi với tốc độ cao và lao vào gốc cây, sẽ khó có thể để lại dấu vết như vậy. Cụ thể, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện tại khu vực ruộng lúa đối diện vị trí xảy ra tai nạn có một tuyếp sắt dài 2,61 mét, một đầu hàn dao kim loại. Ngoài ra cách đó khoảng 80 mét về phía nam, theo trục đường liên tỉnh Hải Dương, Hải Phòng, tại lề đường bên phải cũng có một tuyếp sắt dài 2,18 mét, một đầu hàn dao bầu. Một thông tin quan trọng khác là trong đêm xảy ra sự việc đau lòng trên, tại khu vực thị xã Kinh Môn có hai nhóm thanh thiếu niên xảy ra mâu thuẫn, hẹn nhau để giải quyết. Cùng đêm đó, Tuyển và Tình sau giờ đi làm thêm tại quán ốc ở thị xã Kinh Môn, về đến khu vực Cầu Dinh, huyện Thủy Nguyên thì gặp một trong hai nhóm thanh niên trên. Có thể do nghi ngờ anh em Tuyển và Tình thuộc nhóm đối thủ nên nhóm người này đã mang theo hung khí truy đuổi. Tới đoạn đường liên tỉnh qua địa bàn thôn 1 xã Quảng Thanh, nhóm thanh niên này đuổi kịp và đã hành hung hai anh em. Theo cơ quan công an, khi trích xuất camera nhà người dân bên đường,
lực lượng chức năng phát hiện thời điểm xảy ra vụ việc có một số xe máy chạy cùng chiều xe của nạn nhân với tốc độ rất cao. Từ những tài liệu thu thập được, Công an huyện Thủy Nguyên xác định đây không phải là vụ tai nạn giao thông đơn thuần nên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự và tiến hành các biện pháp điều tra. Đến ngày 22 tháng 6, Vũ Xuân Khánh sinh năm 2002, trú tại thôn Việt Khê, xã Phủ Ninh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, đã đến Công an huyện Thủy Nguyên đầu thú. Từ đây, nguyên nhân khiến hai anh em ruột ra đi mãi mãi dần được hé lộ. Từ lời khai của đối tượng Vũ Xuân Thắng, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đỗ Anh Tú sinh năm 2004, trú tại xã Lại Xuân, Nguyễn Mạnh Dương sinh năm 2004, Nguyễn Quang Vinh sinh năm 2005, Nguyễn Trung Hiếu sinh năm 2006, Đỗ Khánh Hòa sinh năm 2006, cùng trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên và Đỗ Việt Anh sinh năm 2005 ở xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Ngoài ra, cơ quan công an còn vận động Nguyễn Văn Tuyên sinh năm 2006 và triệu tập Nguyễn Tiến Hưng sinh năm 2008 cùng trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên đầu thú. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với Lương Nguyễn Việt Anh sinh năm 2005, trú tại phường Tân Dân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Nên khoảng 1 giờ ngày 19 tháng 6, Vũ Xuân Thắng hẹn gặp Việt Anh tại khu tái định cư Thành Công, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để đánh nhau. Thắng rủ thêm các đối tượng gồm Nguyễn Văn Đức, sinh năm 2005, trú tại phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn, Lê Đình Cương, sinh năm 2002, ở xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, Nguyễn Văn Tuyên, Đỗ Anh Tú, Đỗ Việt Anh, Nguyễn Mạnh Dương, Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Tiến Hưng, Đỗ Khánh Hòa sang thị xã Kinh Môn để tìm đánh Lương Nguyễn Việt Anh. Trước khi đi, các đối tượng vào nhà Đỗ Khánh Hòa lấy hung khí gồm một thanh đao, một thanh kiếm, một tuyếp sắt, rồi đến chân cầu Dinh thuộc xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, rủ thêm Phạm Huy Hoàng, sinh năm 2003, trú tại phường Hiệp Sơn, Tô Thành Đạt, sinh năm 2003, trú tại phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, cùng đi đánh nhau. Sau đó, Đức vào bụi cây chân bờ đê, lấy ra một tuyếp sắt gắn dao bầu, một tuyếp sắt dao bài và một tuyếp sắt nhọn đầu. Khoảng 1 giờ 50 phút cùng ngày, có hai thanh niên chưa rõ nhân thân lai lịch đi trên một xe máy nhãn hiệu Way từ hướng đường D ở xã An Sơn ra đường, đi cầu Dinh. Thấy hai người trên, Dương điều khiển xe máy chở Hưng, rồi sau cầm thanh kiếm đuổi theo nhưng không kịp. Sau đó, Cương bảo cả bọn tập trung ở chân cầu Dinh chặn đường. Lúc này, hai anh em ruột Phạm Văn Tuyền và Phạm Văn Tình đèo nhau trên xe máy từ đường D An Sơn ra cầu Dinh. Thấy vậy, cả nhóm đuổi đánh. Khi đến khu vực cầu Hòn Ngọc thuộc xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, xe của Dương chở Hưng đuổi áp sát xe nạn nhân, khiến xe của hai anh em ruột đâm vào gốc cây ven đường dẫn đến tắt thở. Sau khi sự việc xảy ra, các đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường. Căn cứ tài liệu điều tra ngày 28 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên khởi tố bổ sung vụ án để điều tra. Cùng ngày, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Thủy Nguyên ra quyết định chuyển vụ án hình sự đến cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng để điều tra theo thẩm quyền. Liên quan đến vụ án nói trên, cơ quan cảnh sát điều tra Công